Nào bây giờ tiếp tục chơi một trò chơi với cô để ôn lại những từ mà mình vừa xem nhé. Đồng ý không ạ? Nào. This game is called memory game. The memory game. Trò chơi này có tên gọi là trò chơi trí nhớ. You have to find the pairs as quick as possible. Nhiệm vụ của bác là gì? Là làm sao? Là con phải tìm cho cô cái cặp. Cặp ở đây là gì? Là bao gồm một hình ảnh và một từ vựng khớp với nhau. Được không? Bách nắm rõ luật chơi chưa nào? Rồi ạ. Và cái trò chơi này nó có một đặc điểm là gì? Nó sẽ giúp con làm sao nhớ. Nó sẽ giúp cải thiện khả năng ghi nhớ của con. Đúng chưa? Cũng như là nó sẽ giúp cho con tư duy và phản xạ tốt hơn. Bắt đầu nhá. Bách sẵn sàng chưa? Cố gắng. Rồi ạ. Rồi, cố gắng tập trung để nhớ được vị trí của các từ cho cô nhá. Cố gắng tập trung nào. Bắt đầu. Nào, trước tiên cô trò mình sẽ chọn một tấm thẻ nhá. Một tấm thẻ xem nó là từ gì nào. Basement. Basement. Nào, tiếp theo con muốn chọn tấm thẻ nào nào. Bây giờ tiếp theo Bách muốn chọn tấm thẻ nào nào. Basement. Số 4. Đây. Không phải rồi. Tiếp nhá. Thử cho cô từ này xem nào. Plants. Where is plants? Chọn cho cô một từ nào, chọn cho cô một tấm thẻ nào. Số 5 ạ. Số 5, một câu 5, cảm thấy nhanh cho cô. Balcony. Balcony. Where is balcony? Chúng mình vừa gặp cái từ này xong này, balcony. Ăn công đầu. Where is balcony? Nhớ lại cho cô xem nào, cố gắng nhớ lên. Gợi ý. Nó ở trên hàng 1. Từ 1 đến 4. Con chọn cho cô bức tranh nào. Mình vừa gặp lúc nãy xong. Số 4, ok. Chính xác. Đúng rồi. Tiếp theo. Được một cặp rồi đúng không? Rồi, còn 3 cặp, cố lên. Tiếp theo chúng ta có từ đây đi. Đây. Swim in, đúng không? Đây là chỗ mà mình bơi. Nào, con muốn chọn từ số mấy nào? Con muốn chọn tấm thẻ số mấy nào? Bốn ạ. Số 4, 1, 2, 3, 4. Đây hả? Đây hay đây? Vâng. Đây hay đây? Đây gì? Vâng Không đúng. Lại nào. Một từ khác nhá. Đây, từ coi này đi. What is this? Basement. Where is the word basement? Từ basement đâu nhỉ? Vừa gặp lúc nãy xong. Từ basement đâu? Từ basement của chúng mình đâu? Vừa gặp xong. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhớ đi, nhớ đi. Vừa gặp xong. Số 5. Đây á. Đây là số 5. Đây. Đây hay đây? đây 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 đúng Ok. Basement, exactly. Cố lên, còn 2 cặp. Two more pairs. Let's try this one. Tấm thẻ này. Plants. Where is plants? Cây đâu nào? Chọn một trong 3 tấm thẻ ở bên trên cho cô nào. Plants đâu? Ôi, số mấy? Số 2 à? hai Ok. No. số Pool. Where's pool? Chính xác. Đúng rồi. Pool. Đúng rồi. Xong. Và đương nhiên cặp còn lại của mình sẽ là Plants. Plants. Đúng chưa? Ok. Rồi.